Vâng, chương trình hôm nay lại giao lưu với bác một em duy nhất, một em Nam Điền, ba bông, mini, một người B, hàng quái. Thế trước hết mời các bác xem tổng thể. Cây chỉ cao 15 cm bác nhé. Cây già đanh, nước da đây. Già săn chưa? Già săn các bác nhá, đây là hàng già không phải hàng non nhá. Rồi. Nam Điền xịn luôn nhá, không có xanh quê. Nhiều bác cứ thắc mắc là Nam Điền xanh quê, thật là như em ấy, kiếm xanh quê còn khó. Chỗ các bác nào em không biết chứ chỗ em là xanh quê gần như là tuyệt chủng rồi. Tất nhiên những cây xanh quê cốt cách đẹp thì mình vẫn chơi bình thường thôi, mình không có vấn đề gì, nhưng mà Nam Điền vẫn là đầu bảng. Rồi bây giờ quay trở lại cây này. Nó là cây trực ba bông. Bác nhìn nhá. Cây này nó quái là như này này. Đây là cái đường thân giữa của nó này, là đường thân chính của nó này. Đấy. Đó. Nếu mà một cây mình làm bình thường thì đây đóng tay, đây đóng tay, đây tay thấp nhất đây. Thế nhưng mà sao, nhìn nhá, đây này, tay này của nó nhá, tay một nhá, là được móc từ bên này sang này, vắt vào này để lâu đến mức mà nó đã liền vào cái thân này đấy, đường thân này liền này đấy, đây mới đóng một tay. Đó này, tay hai đây đấy, đây bác nhìn cái đường tay đóng nhá, tay một với tay hai đóng liền với nhau đấy. Đây nó mới lên, đây mới là tay 2, đóng tay 2. Thì cây như này ấy, nó mới là cây quái mà mình làm nó không bị dập khuôn bài bản, mà không, cây không bị hiền. Và như thế thì khi mà mình cuộn tay này ấy, thì nó tạo thành một cái tổng thể thân, đây bác nhìn nhá, thân chính nó đây nhá. Nhưng mà khi mình cuộn vào nhá thì đây mới là thân sau này của nó này, nhìn nhá. Khi mà các bác nuôi nhiều nhá, nuôi lâu nữa nhá, thì cái phần này nó sẽ líp vào. Đây bác che đi này, che đi này, che cái phần này đi này. Đấy. Đây này, cả cái phần này mới là phần thân của nó. Đấy bác nhìn này. Đây mới là phần thân của nó này. Rất là lực này. Đây phần bệ rễ ở dưới này đây, rễ trải đây. Đấy, rễ đây. Đây cả cái cục này. Đấy, nuôi dần nó sẽ thành một cái cục trực to bằng cái bình rượu tây này đấy. Tức là tay hóa thân và thân thì hóa bệ. Nuôi lâu dần thì mỗi tay để hóa thành một cái đầu. Thế là cây ba đầu. Liệu xanh Nam Điền nó giúp mình biến hóa khôn lường như vậy. Cái phần này sau này nó thành cục chân bệ dưới này. Một ống hai rất là côn đúng không bác? Mỗi một tay. Phần bên này. Phần bên này đấy. Phần bên này nó vẫn còn hơi trống. Đấy thì khi mà các bác hoàn thành được rồi thì các bác móc cũng tay này sang cho nó cân đối. Còn cả cái phần này nó đóng vai trò thành một cái thân luôn. Nuôi cho cái phần này nó líp vào nữa này. Nó nhìn nhá, tay các tay cút các thứ nuôi ra cắt giật ra hết rồi nhá các bác. Về cây này là các bác là hàng nuôi trồng để ban công, để sân thượng, để trong vườn, càng nuôi càng đẹp, làm bộ chi răm nữa ra cho cái phần này, nó nuôi cho cái phần này vào là mình được một con trực lùn lực cực lực luôn, bằng cái thân to như này. Đấy. Bởi vì cái giống xanh Nam Điền này, cái đặc điểm của nó ấy là nó liền thân, mà nó liền thân, nó lâu ngày là nó sẽ liền với nhau và nó líp vào, nên là mình phải tận dụng cái ưu điểm này để mình làm được những cây Nam Điền quá như này. Thế mà bác nào thích hàng này thì các bác chốt qua Zalo và số điện thoại ở trên góc màn hình các bác nhé. Giá cây thì em đã báo rồi đấy. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.